Kênh Đất và Rẹm Thầy Cho Rẻ. Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là thuộc mặt tiền đường nhựa rộng 10m của xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em có sản phẩm là một cái nhà vườn quý anh chị ha, ngang là 8m86 nha, sâu vô là 56m nha quý anh chị. Đó. Tổng diện tích nó là 500m2 quý anh chị nha. Thì cái này là nhà vườn này là cây ăn trái các thứ đầy đủ hết cho quý anh chị. Anh chị chỉ dọn vô ở ha. Thì cái này chủ đã làm sẵn hết rồi. Đó. Bên đây là có ghế đá rồi, có nhà nghỉ mát các thứ đầy đủ rồi quý anh chị ha. Đó. Ở trước là chủ là hai bên là trồng cỏ rồi trồng cây ăn trái, mít, xoài, ổi rồi các thứ nha quý anh chị. Là hai bên hông nha. Đó. Đây mình đi thẳng vô là bên tay phải mình là có cái chủ nhà làm cái nhà cái chòi uống cà phê nha quý anh chị. Đó, dưới là cái ao cái hồ cá nè. Trên là cái nhà nghỉ mát quý anh chị ha. Đó, cực kỳ đẹp luôn ha. Đó. Đó. Đây. Đó. Rồi trong này là có nhà, trong đây xây kiên cố phía trong này nha quý anh chị. Là nhà xây là ngang là hết chắc luôn quý anh chị ha. Đó, cái đoạn này là ngang 88 nha quý anh chị. Đó, sâu vô là tầm 12m quý anh chị ha. Đó, thì cái này là chủ làm phòng khách rồi hai phòng ngủ, bếp, toilet đầy đủ nha quý anh chị. Chút nữa em quay cho quý anh chị xem. Đó, đó, có cái phản các thứ này, tất cả nội thất để lại hết cho quý anh chị. Đó, đây mình ra phía sau luôn. Đó, đây là anh chủ ha. Thì ra phía sau này là cũng có nguyên một cái dàn mít luôn nha quý anh chị. Rồi nguyên một cái vườn xoài trong cây ăn trái ngoài này luôn. Thì ngoài này thì anh có nuôi mấy con ngỗng rồi con vịt con gà ngoài phía sau này quý anh chị ha. Đó, thì dân cư ở khu vực này cũng cũng có dân mà thưa nha quý anh chị. Đó, sát cái đường nhựa 25 Bầu Trứ quý anh chị nha. Đó, đường mình là mặt tiền đường nhựa thông, kết nối từ khu dân cư Bàn Cờ Tam Phước đi về đường 25 Bầu Trứ nha quý anh chị. Đó. À, phía sau này đó, cửa các thứ làm để làm cái nhà kiểu này là cực kỳ mát mẻ quý anh chị ha. Đó. Đó, đây bây giờ em quay vô mấy cái phòng cho quý anh chị xem. Đây là cái phòng tiếp khách ha. Đó. Đó, đây là một phòng ngủ nè. Đó, phía sau là có cửa sổ các thứ cực kỳ thông thoáng nha quý anh chị. Hai cái phòng ngủ rồi bên đây là phòng bếp, bếp đó. Đó, anh chị thấy không? Đó. Đó, đây đó, toilet là ở phía sau quý vị ha. Đó, đây đây là cái phía trước là mình có cái hồ cá các thứ đây, nhà nghỉ dưỡng đây nha quý anh chị. Thì lúc trước là nói là có người vào trả là 3 tỷ rồi anh không bán, nay cần tiền anh chỉ bán giá là 1 tỷ 990 triệu nha quý anh chị. Đó, chưa tới 2 tỷ quý anh chị ha. Đó, rồi để em quay sơ cái sổ cho quý anh chị xem. Đây là tổng diện tích là 500m2 sử dụng riêng, đất là cây lâu năm nha quý anh chị. Đó. Này. Này, đây là cái hình sổ nha, mặt tiền đường nhựa rộng 10m quý anh chị ha. Rồi em xin kết thúc video ở đây, nhớ like và đăng ký kênh quý anh chị nha.